tẩy chay vì bạo hành mèo lúc chơi game. Alinity là nữ streamer chuyên nghiệp trên nền tảng trực tuyến tên ITCH trong một buổi phát trực tiếp tựa game Apex Legends, chú mèo Milo đã đi qua bàn và điều đó cản trở tầm nhìn của cô khi chơi game. Ngay lập tức, Alinity cầm Milo lên và ném nó qua đầu về phía sau. Hành động này của Alinity vấp phải phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng mạng. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng trong cách đối xử của nữ streamer với thú cưng của mình. Alinity bị cộng đồng mạng lên án vì hành động bạo lực đối với thú cưng. Hiện tại, đơn khiếu nại yêu cầu Bo cấm tài khoản của cô đã nhận được gần 26.000 chữ ký. Đoạn video được đăng tải lên Twitter đến nay đã thu hút 7,2 triệu lượt xem, 100.000 lượt thích cùng hơn 25.000 bình luận. Đa số ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ với hành động của Anilati và phản đối tên Uri TCH khi không đưa ra biện pháp gian đe thích đáng. Đây không phải là lần đầu tiên Alinity bị cáo buộc có các hành vi bạo hành đối với thú cưng. Trong một video khác từ năm 2018, Alinity đã cho chú mèo Milo nếm thử rượu vodka khi đó hành động của nữ streamer cũng bị lên án dữ dội sau khi đoạn video được lan truyền alinity đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng thú cưng của cô rất được yêu thương và sống trong một ngôi nhà ấm áp với đầy đủ tru cấp